Xin chào các bác nhá. Hôm nay em Dương Níu lại quay giới thiệu cho bác về những cái ống chia gai hai mắt thẳng. Đấy. Mới lên được hai con điếu chia gai này. Phụ kiện là đẹp luôn cho các bác nhá. Đấy. Bọc nước đồng cực kỳ là sáng bóng luôn cho các bác này. Đấy, bọc những chi tiết nhỏ các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đồng trơn các bác dễ lau chùi và dễ vệ sinh, và đít của nó cũng những cái hoa văn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đế gỗ làm bằng gỗ cẩm, vân thì là vân đẹp. Ngoài ra em còn đục những chú cóc này, cóc thì tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cóc này zin 100% các bác nhá, zin này, zin đét luôn. Nỏ này, nỏ nó cực kỳ là đẹp luôn, nỏ gỗ tốt các bác ạ, gỗ cẩm nhưng mà vân đẹp. Đấy, một con lại đan mây này, mây này các bác nhìn sợi mây này, mây rừng này. Con thì khách yêu cầu là bọc đồng cho ấn chắc cái nỏ, cho không may có bị thì không sợ bị nứt nỏ. Đấy, tiếp theo lên cái phần trên này. Con này là đan mây nên là phải đồng bộ của nó đi mây. Mây này, chân sừng này. Con này này, chân sừng này. Đấy, con này cũng chân sừng này, sừng thật cho các bác này nhìn này. Đấy. Chân này thì các bác dùng muôn đời không lo bị gãy, vì các bác mua một con điếu các bác dùng rất lâu các bác nhá. Đấy, con nít cũng va chạm cũng không lo bị gãy mà tầm móng là vừa đẹp. Đấy, các bác nào thích con nào thì cứ liên hệ cho em nha. Em Dương Điếu xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm cái video này. Đấy, mua một con điếu thì các bác dùng không phải là một ngày, hai ngày. Các bác dùng 5 năm, 10 năm. Và đôi khi bác nào còn dùng tốt được 15 năm nữa cơ các bác ạ. Đấy, nên là các bác mua một con điếu mà điếu chia các bác biết rồi đó. Cái màu của nó là màu tự nhiên, sau này nó lên nước lên màu đẹp lắm. Giá trị nó sẽ theo năm tháng, theo đời người của mình. Vì tùy vào các bác, ví dụ như các bác chăm tốt 1-2 năm nó lên là đẹp rồi, 3-4 năm nữa lên lại càng đẹp, lúc đó giá trị nó là cực kỳ lại cao các bác nhá. Đôi khi có tiền chưa chắc đã mua được, bởi vì sao? Vì vào tay các bác chơi một con các bác chăm nó lên cái màu các bác thích nhỉ, bác cũng không muốn bán, không giống như em làm nghề nó khác. Còn đôi khi vào tay các bác nó cũng chả đáng là bao nhiêu cả. Đấy, mình mua mình để mình chơi, mình bày lên bàn, lên kệ, lên bộ ấm nước chè. Thứ nhất là cho điếu nhìn nó sang trọng, muốn đặt bộ ấm nước chè thì nhìn cái điếu nó cũng thể hiện cái con người của mình, phải không các bác? Nhìn cái điếu nhìn cũng biết là cái người tầm đẳng cấp như thế nào rồi. Nghèo thì nghèo nhưng mà vẫn cho thằng tèo đi học các bác nha. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm cái video này. Nếu các bác nào thích cái mẫu điếu như thế này thì cứ inbox cho em. Rất vui được giao lưu với các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, số điện thoại của em 0982499386 để được giao lưu và kết nối các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.